Trong khi cả nước đang tích cực phòng chống dịch, thì hành vi vô ý thức trong thực hiện giãn cách xã hội cần phải được lên án và xử lý nghiêm. Thực tế thì Việt Nam đã có quy định về phòng chống dịch COVID-19. Người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự nếu có các vi phạm sau đây. Không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt 300.000 đồng. Dứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định, phạt từ 5 đến 7 triệu đồng. Không chấp hành kiểm tra, giám sát y tế khi ra vào vùng dịch, phạt 20 triệu đồng. Khai báo y tế không đầy đủ, khai báo gian dối, lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác, bị xử lý theo điều 240 Bộ luật hình sự. Không tuân thủ quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để tập trung đông người, phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Trốn cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, phạt hành chính 10 triệu đồng hoặc xử lý theo điều 240 Bộ luật hình sự. Trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên, xử lý theo điều 295 Bộ luật hình sự. Che giấu dịch bệnh COVID-19, phạt 2 triệu đồng. Đăng tin giả sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch COVID-19, phạt 15 triệu đồng hoặc xử lý theo điều 288 Bộ luật hình sự.